Tường Vân và Mai Anh xin kính chào quý khán giả. Sau một tuần lễ, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Khỏe và Đẹp với những bí quyết về vận động và dinh dưỡng giúp cho quý vị và các bạn có một vóc dáng cân đối và một sức khỏe tốt. Đúng vậy, muốn tập luyện hiệu quả và có chất lượng cuộc sống tốt thì điều đầu tiên là chúng ta phải hiểu cơ thể của mình. Bên cạnh đó thì phải kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp, chứ không phải là cứ tập đại theo một ai đó là có thể có được kết quả như mong muốn. Có rất là nhiều những quan niệm sai lầm về chế độ dinh dưỡng cũng như là những bài tập thể dục thể thao. Ví dụ như là trước đây, có nhiều người nghĩ là tới phòng tập tạ, phòng gym á, thì sẽ tập sao cho có cơ bắp cuồn cuộn như là các vận động viên thể hình. Thế nhưng mà ngày nay theo khuynh hướng của thế giới thì nhiều chị em phụ nữ cũng đã tới phòng gym nhiều hơn để có thể tập những bài tập fitness hay là fitness model, và những bài tập đó sẽ giúp cho ba vòng của chị em phụ nữ mình sắc nét nè, và cái cơ cũng được xây dựng một cách vừa phải chứ không phải là cơ bắp cuồn cuộn nữa. Đúng rồi đó Mai Anh, vì vậy mà hiện nay số lượng các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn sinh viên đã bắt đầu chăm chỉ đến phòng gym hơn và theo đuổi những hình thức gym và fitness ngày càng đông đảo. Tập để có sức khỏe tốt, tập để có một vóc dáng chuẩn, tập để tự tin hơn, để có thể diện những bộ cánh mà các bạn yêu thích là những lý do mà ngày nay chúng ta thấy nhiều bạn trẻ có mặt ở những phòng gym hơn. Và vừa qua kỷ niệm ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam ngày 9 tháng 1 thì Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức cuộc thi ngôi sao fitness dành riêng cho đối tượng sinh viên, những bạn mà yêu thích luyện tập môn gym và fitness. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với những hình ảnh và những ghi nhận từ đêm thi chung kết vô cùng hấp dẫn giữa các bạn sinh viên. Cuộc thi ngôi sao fitness sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 2019 đã bước vào vòng thi chung kết vào ngày 9 tháng 1 vừa qua sau một tháng tranh tài sôi nổi. Đây là lần đầu tiên Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải đấu dành riêng cho đối tượng sinh viên yêu thích tập luyện môn gym và fitness với sự đăng cai của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Đối với lại tôi, vai trò là một nhà giáo dục, một người quản lý của trường đại học, thì tổ chức những cuộc thi này để cho sinh viên tham gia là một những điều đáng làm, nên làm. Sinh viên tham gia sẽ có nhiều cơ hội để mà cùng giao lưu, học hỏi và cùng rèn luyện về mặt thể hình, sức khỏe. Ở trường đại học thì khi đào tạo ra thầy giáo nào, cô giáo nào cũng mong mỏi sinh viên mình là hữu dụng, dễ thương, biết ứng phó, biết thích nghi với cuộc sống, và đặc biệt là khi mà ở xã hội hiện đại và xã hội hòa nhập như thế này thì những điều này hết sức là quan trọng. Tôi rất là vui khi cái cuộc thi thành công. Kể từ khi phát động cuộc thi từ tháng 12 năm 2018, hàng trăm thí sinh đã rất háo hức đăng ký tham gia. Hầu hết các bạn đều yêu thích thể thao, đặc biệt có niềm đam mê với việc tập luyện môn gym fitness với mong muốn nâng cao sức khỏe, giữ gìn vóc dáng cân đối và xây dựng một lối sống khỏe mạnh. Ban giám khảo của cuộc thi gồm những chuyên gia, các huấn luyện viên đến từ Liên đoàn Cử tạ và Thể hình Thành phố Hồ Chí Minh, các giảng viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, những vận động viên đoạt huy chương vàng fitness quốc tế, đạo diễn thời trang, nhà thiết kế, hoa hậu, siêu mẫu, diễn viên, MC. Fitness đó là một sự hài hòa tổng thể của một cơ thể của con người. Cái điều thứ nhất là cái sự rèn luyện để đánh giá trên tinh thần tích cực về thể dục thể thao. Số lượng tập luyện của các bạn gần như là các bạn đã tập sẵn và các bạn đã đam mê rồi. Thì với cái góc độ chuyên môn thì tôi thấy là các bạn đưa vào cái tiêu chí của cái giải của mình là ngôi sao fitness sinh viên, thì đó là một cái rất là đẹp. Và tôi mong muốn rằng là về cái tinh thần tích cực của các bạn sinh viên sẽ nỗ lực hơn nữa và tập luyện nhiều hơn nữa. Qua thời gian đào tạo và tranh tài nhiều phần thi như kỹ năng giao tiếp, catwalk, quay hình, chụp ảnh tại phòng gym, thể hiện tài năng, ban giám khảo đã lựa chọn 35 thí sinh xuất sắc nhất đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành như Hưng Yên, Hà Nội bước vào đêm thi chung kết. Các bạn đã trải qua vòng thi trang phục gym fitness để khoe hình thể, sự năng động, trẻ trung. Tiêu chí đánh giá sẽ là tổng thể giữa khuôn mặt, vóc dáng, đặc biệt là các nhóm cơ múi bụng và toàn bộ cơ bắp đạt được qua quá trình tập luyện. Các nhóm cơ được phô diễn chắc chắn, sắc nét và ít mỡ. Những cơ thể đồ sộ và có quá nhiều cơ bắp lớn sẽ không được đánh giá cao. Tiếp theo là vòng thi trang phục dạ hội với các thí sinh nam lịch lãm, phong cách.
trên sân khấu của chúng ta bây giờ đây là phần dự thi của bạn Trần Lê Minh Hảo. Các bạn nữ duyên dáng quyến rũ. Sau đó, ban giám khảo lựa chọn 5 cặp thí sinh bước vào phần thi ứng xử. Ở phần thi này, tiêu chí đánh giá là các bạn phải thể hiện sự thông minh, trí tuệ của hình ảnh sinh viên Việt Nam và phải truyền cảm hứng về việc tập luyện thể thao đến với tất cả mọi người. Và cuối cùng, quán quân của cuộc thi năm nay đã thuộc về 2 thí sinh Phạm Ngọc Xuân Quỳnh đến từ trường Đại học RMIT và Trần Lê Minh Hảo đến từ trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ khác như thí sinh được yêu thích nhất, thời trang fitness, hình thể fitness. Một phần là trước khi tham gia cuộc thi này em cũng phải chuẩn bị cho mình một tinh thần rất là vững chắc và em cũng chuẩn bị cho mình một thể hình và sức khỏe để có thể tiếp tục chinh chiến và cũng là một phần giao lưu với các bạn tập siêu trong đây. Dạ, cảm xúc của em thì thực sự là không có diễn tả được bởi vì quá hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn.